Đây là khu vực mộ của những người đồng bào dân tộc thiểu số đây nha mọi người. Để tiếp nối cho sự thành công trong việc tìm kiếm và khai thác sâm ô linh một cách trái phép, hai vợ chồng mình đã tiếp tục rủ rê nhau phiêu lưu hành hiệp trên con đường săn lùng và tìm kiếm loại nấm quý hiếm và đắt tiền này. Tuy vào buổi sáng sớm thời tiết vẫn đang còn ướt lạnh, nhưng với một tinh thần lăn xả và cống hiến, hai vợ chồng mình cũng đã bắt đầu lội nước vào buổi sáng sớm nha mọi người. Khi hai vợ chồng mình đã hoàn toàn tiến bước được lên phía trên bờ thì toàn bộ phần phía dưới cơ thể của hai vợ chồng mình cũng đã ướt sũng. Thế nhưng công việc lội nước cũng đã phải tiếp diễn thêm một lần nữa, vì hệ thống sông suối nơi đây cũng tương đối chằng chịt và kết hợp rừng rậm cùng với núi cao, nên chuyến đi công tác tìm kiếm sâm ô linh của ngày hôm nay cũng tương đối vất vả nha mọi người. Để mở màn cho sự may mắn trong công cuộc tìm kiếm của ngày hôm nay, một cây nấm lạ trông rất đẹp mắt cũng đã được mình phát hiện. Nó có một dáng vẻ trông rất huyền bí và thu hút, nhưng rất tiếc mình cũng đã không nắm bắt được tất cả mọi thông tin về cây nấm này, nên giá trị hiện tại của nó cũng chỉ bằng con số 0 mà thôi. Đây, ngồi xem đây. Theo sự cảm nhận riêng biệt của bản thân mình thì khu vực này cũng có khá nhiều cầu mối thâm niên đang trong tình trạng nghỉ hưu, vì vậy nên cũng đã phải nằm bất động tại nơi đây trong nhiều năm dài. Khả năng rất cao những cây sâm ô linh sẽ lấy lý do đó để ký sinh và tồn tại từ phía bên trong của những cầu mối này, từ đó sinh sống và phát triển một cách an toàn và tươi tốt hơn, đem lại một nguồn thuốc thang vô cùng quý hiếm đến cho nhân loại, và từ đó nó cũng mang lại một nguồn thu nhập tương đối ổn định cho những phần tử bất hảo chuyên khai thác nấm ô linh trái phép như hai vợ chồng mình. Tuy rằng rất nhiều cầu mối cũng đã được hai vợ chồng mình khai phá, nhưng để tìm được một cầu mối có dấu hiệu của những cây nấm ô linh thì gần như không có luôn nha mọi người. Thế là hai vợ chồng mình cũng đã quyết định rút lui và rời khỏi khu vực rừng rậm này trong sự mệt mỏi rã rời đầy thất vọng và chán nản. Đã vậy, khu vực rút lui của hai vợ chồng cũng có một độ dốc rất cao, khiến cho việc rời khỏi đây cũng vô cùng khó khăn và hiểm trở. Quyết định để cho bà xã ngồi nghỉ giải lao, mình đã phải đi đến khu vực dừng đổ lúc nãy để lấy xe lên đây. Vì vị trí này cũng cách khu vực để xe cũng khá xa, nên chuyến ra đi của mình cũng đã phải mất gần 10 phút mới có thể quay trở lại. Thế là hai vợ chồng mình cũng đã phải tiếp tục lên đường, tính toán để tạo ra một nước cờ cao tay tiếp theo. Khi đến được vị trí cần thiết lần thứ hai, hai vợ chồng mình cũng đã men theo một con đường và đi sâu vào khu vực rừng rậm. Lúc này mình cũng đã cảm nhận được sự mệt mỏi và chán nản vô cùng, cộng thêm á vợ lẻo đẻo phía sau với bản tính lừ đừ và chậm chạp, nhìn giống như con người đã mất đi hồn phách, càng khiến cho tinh thần mình trở nên suy sụp nặng nề. Từ đó việc tính toán cho nước cờ cao tay tiếp theo cũng đã bắt đầu trở nên bế tắc toàn diện. Lát sau mình cũng đã quyết định chui đại vào một khu vực rừng thưa thớt, cầu mong tìm kiếm được sự may mắn hiếm hoi tại nơi đây. Và sự may rủi trong chuyến đi của ngày hôm nay cũng được mình phó mặc toàn bộ cho đất trời, vì sự tính toán của bản thân hiện giờ đã không còn hiệu quả gì nữa. Và ở khu vực tiếp theo này cũng có nhiều gò mối rất đáng khả nghi. Chúng có một hình thể trông cũng rất tương đối và đẹp mắt, nằm ở những vị trí cao vừa đủ, rất phù hợp cho nấm ô linh phát triển. Niềm hy vọng lớn lao lại được tiếp tục thắp lên trong suy nghĩ của hai vợ chồng mình. Khả năng rất cao hai vợ chồng sẽ tìm thấy sâm ô linh tại khu vực này, làm sao cho kết thúc chuyến đi ngày hôm nay trong sự thành công và tốt đẹp, tạo ra một thu nhập to lớn để cho toàn bộ gia đình mình sẽ được thụ hưởng cuộc sống an nhàn trong những ngày tiếp theo. Trên đoạn đường đi tìm kiếm sâm ô linh tại khu vực này, hai vợ chồng mình cũng đã vô tình tìm thấy được một nơi âm mưu và đáng sợ. Là khu vực mộ của những người đồng bào dân tộc thiểu số ở đây nha mọi người. Không biết là những người này chôn khi nào nữa. Và hiện tại thì chúng ta cũng đã đến được khu vực những phần mộ của người đồng bào dân tộc thiểu số tại đây nha mọi người. Nơi trên phần mộ có những cái nấm rất là lạ nha mọi người.
Nghe nói những phần mộ này cũng đã được chôn từ rất lâu rồi. Cho đến bây giờ thì thật sự cũng chẳng ai biết danh tính của những ngôi mộ này. Và những ngôi mộ này cũng đã được chôn rải rác rất nhiều ở những khu vực rừng sâu núi thẳm. Dấu vết để chúng ta nhận biết một cách dễ dàng những ngôi mộ này đó chính là những chiếc chum ché dùng để đựng rượu cần. Tất cả chúng đều được để lại vị trí chôn cất và an táng, giống như của hồi môn được mang theo về thế giới bên kia của những người đã khuất. Trong nơi này có vẻ âm u ma quái và thật đáng sợ. Và thế là hai vợ chồng mình cũng đã quyết định rời khỏi nơi này ngay lập tức. Dù bao gian nan, mệt mỏi, khó khăn và sợ sệt, nhưng hai vợ chồng mình cũng vẫn mạnh mẽ sánh bước cùng bên nhau, đoàn kết chặt chẽ, quyết tâm và tiến bước về phía trước. Như thế mới có thể chạm vào được sự thành công tuyệt vời trong cuộc sống. Trước một sự đoàn kết đầy thân ái của hai vợ chồng mình, cuối cùng thì sự may mắn của thời cuộc trong ngày hôm nay cũng đã đến. Những dấu hiệu về sâm u linh cũng đã xuất hiện cách đó không xa. Những phôi nấm u linh đã trồi lên từ một gò mỏ nhỏ nằm ở trong lùm tre, đã bị cặp mắt láo li già nua của bản thân mình phát hiện ra. Thế là nó đã được quan tâm đặc biệt và đào bới ngay lập tức. Vì những phôi nấm này cũng tương đối nhỏ và ít, nên việc kỳ vọng vào sự trúng mánh lớn lao nào đó là điều không khả quan. Sau một thời gian ra sức đào bới và moi móc tùm lum, cuối cùng thì những tay nấm u linh tí hon đầu tiên cũng đã được phát hiện. Trông thật bất mãn vô cùng. Tuy đã dự liệu và biết trước điều này, nhưng bản thân mình cũng không khỏi bị sốc trước những tay nấm ô linh nhỏ đến như vậy. Và đến đây cũng là những khu vực tìm kiếm cuối cùng trong ngày hôm nay, nên những tay nấm ô linh tí hon này cũng đã khép lại công cuộc tìm kiếm bất thành của hai vợ chồng mình trong một thời gian dài vào buổi sáng này. Lại thêm một ngày thất bại tràn trề nữa của hai vợ chồng mình. Mong rằng tất cả mọi người hãy đoàn kết, thò tay bấm đăng ký kênh ngay lập tức để ủng hộ cho hai vợ chồng mình có một tinh thần và sức lực trở nên mạnh mẽ. Từ đó mới có thật nhiều động lực để vượt qua bao nhiêu gian khổ và khó khăn trong những cuộc đi đầu sâm ô linh trái phép này của hai vợ chồng. Thôi đến đây thì mình cũng xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian từ nãy đến giờ để xem hết video nhảm nhí này.